Việt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lịch sử luôn ẩn chứa những bí ẩn ly kỳ, đặc biệt là về những cái chết bí ẩn của các bậc vua chúa Việt Nam đã gây ra những câu hỏi lớn mà cho đến ngày nay vẫn chưa được giải đáp thấu đáo. Cái chết của các bậc đế vương bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có người chết vì bị ám sát, có người buộc ép uống thuốc độc mà chết. Thế nhưng, chết vì ham sắc thì chỉ có Tô Trung Từ, một vị tướng tài sống vào cuối thời nhà Lý. Với một người có công lao to lớn như vậy, tại sao lại phải gánh chịu kết cục hết sức bi thảm? Hãy cùng Việt sử toàn thư đi tìm câu trả lời trong phần tiếp theo của video nhé! Dẹp nạn Quách Bốc. Sử sách không chép rõ về xuất thân của ông, chỉ biết ông là em vợ của Trần Lý, hào trưởng vùng Hải Ấp, tỉnh Thái Bình và là người cùng họ với quan phụ chính Tô Hiến Thành. Khoảng thời gian trước khi xảy ra loạn Quách Bốc, ông làm chức quan nhỏ trong triều. Thời đó, vua Lý Cao Tông chơi bời, chính sự rối ren. Năm 1209, Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Du giết trung thần Phạm Bình Di, đưa đến việc bộ trưởng của Bình Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ, đánh vào kinh thành. Lập con thứ của Cao Tông là Lý Thầm làm vua, Cao Tông phải chạy lên Quy Hóa. Thái tử Sảm cùng mẹ và hai em gái chạy về Hải Ấp, nơi Trần Lý cai quản. Trần Lý và Tô Trung Từ bèn đón Thái tử Sảm lập làm vua, tôn xưng là Thắng Vương, giáng Lý Thầm làm vương. Thái tử Sảm về ở thôn Lưu Gia, quê Tô Trung Từ. Thấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung, cháu gọi bằng cậu, có nhan sắc, bèn lấy làm vợ. Trần Lý được phong làm Minh Tự, Tô Trung Từ làm Điện Tiền chỉ huy sứ. Biết tin Thái tử Sảm lập triều đình riêng và tự ý phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Từ, Lý Cao Tông ở Quy Hóa sai Phạm Du đi liên lạc với Đoàn Thương và Đoàn Văn Lôi ở vùng Hồng. Nhưng Du ham sắc, mải tư thông với công chúa Thiên Cực, lỡ hẹn với họ Đoàn. Khi tới Bắc Giang, bị quân của hào trưởng Bắc Giang là Nguyễn Nậu, Nguyễn Nải đón bắt và giết chết. Phạm Du bị giết, Trần Lý và Tô Trung Từ mang quân đánh về kinh thành, dẹp được nạn Quách Bốc cuối năm 1209. Nhưng Trần Lý tử trận, Tô Trung Từ liền đón vua Cao Tông về cung. Do Phạm Du đã chết mà thế lực Trung Từ mạnh, vua Cao Tông buộc phải dựa vào Trung Từ, lúc đó quyền khuynh thiên hạ. Mâu thuẫn với Trần Tự Khánh. Tô Trung Từ phò vua Cao Tông ở kinh thành, trong khi Thái tử Sảm vẫn ở Hải Ấp cùng các con Trần Lý là Trần Thừa và Trần Tự Khánh. Trung Từ muốn một mình cầm quyền nên quyết định giành lấy Thái tử Sảm từ tay hai người cháu họ Trần. Đầu năm 1210, nhân vua Cao Tông bệnh nặng muốn đón Thái tử Sảm về kinh, Tô Trung Từ giả mang quân bản bộ đi đánh quân phiến loạn ở Khoái Châu. Nhân đó về Hải Ấp nắm lấy Thái tử Sảm. Không lâu sau, vua Cao Tông sai Đỗ Quảng tới đón Thái tử Sảm. Cuối năm 1210, Lý Cao Tông chết, ủy thác cho đế sự Đỗ Kính Tu chăm lo Thái tử. Thái tử Sảm lên ngôi, tức Lý Huệ Tông, liền sai đón Trần Thị Dung. Nhưng Trần Tự Khánh không cho. Do lúc trước, Trung Từ giành lấy Huệ Tông từ anh em họ Trần nên nảy sinh mâu thuẫn với Tự Khánh. Huệ Tông dùng quan thái phó Đỗ Kính Tu làm thái úy theo lời vua cha. Tuy nhiên, không phải Đỗ Kính Tu mà Tô Trung Từ mới thực sự trở thành người nắm quyền trong triều. Thấy quyền hành của Trung Từ quá lớn, Đỗ Kính Tu cố tìm cách chống lại. Tháng 12 năm 1210, quan tri hậu Phụng Ngư là Đỗ Quảng bắt Đỗ Kính Tu giao cho Từ. Ông sai dìm xuống nước cho chết ở bến Đại Thông. Đánh dẹp các cựu thần nhà Lý. Ít lâu sau, Tô Trung Từ lại nghe tin quan nội hầu Đỗ Thế Quy, Phí Liệt và chính Đỗ Quảng âm mưu phát binh đánh mình, bèn dẫn quân đánh úp những người này trước. Tuy nhiên, khi sắp đánh, Trung Từ mới biết quân số của ông ít hơn đám quân của Đỗ Quảng, Phí Liệt quá nhiều. Trung Từ bèn lập mưu để tìm cách tăng thêm quân. Ông sai người đến nói với Quảng và Liệt rằng: Chúa Thượng vừa mới an táng, dân tình chưa yên, sao chẳng lui giáp binh đi, rồi tự về triều xem xét mà đồng mưu hiệp lực để khuông phò Vương Thất. Thì cũng không phải
là việc hay đó hay sao? Đỗ Quảng Phí Liệt cho là phải, đồng ý. Đêm đó Tô Trung Tử tăng quân sĩ nhiều hơn ngày trước và sắp mưu đánh Quảng Liệt. Hôm sau, Đỗ Quảng Phí Liệt như hẹn họp lại ở Bí Thư Các đợi Trung Tử. Tô Trung Tử đến đỉnh Tứ Đạt trước, sai tỳ tướng là Đào Phán đem binh theo cửa nách phía bên phải mà vào đóng quân ở Sa Trì và Long Trì. Lại sai bộ tướng Nguyễn Tư và con rể là Nguyễn Ma La đóng quân ở cửa Thiên Thu. Quảng và Liệt vừa ăn cơm, nghe quan Liệt Hầu Cao Kha vào báo cáo việc Tô Trung Tử đã sắp đông quân để đánh, mới ném đũa mà đứng dậy cầm kích đến Long Môn dòm xem, thì thấy quân lính của Đào Phán đánh trống reo hò. Quảng và Liệt tiến lên đánh lui được Đào Phán, nhân đó chạy đến cửa Thiên Thu mới thoát. Đào Phán đem quân đánh lén, buộc Thế Quy chạy trốn ở dưới linh cữu của vua Cao Tông. Tô Trung Tử đến nơi lục soát, bắt được, sai giết ở chợ Đông. Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tư Khánh đem thủy quân đến bến Tế Giang, Mỹ Văn Hưng Yên, xin cho cùng dự tang lễ Cao Tông. Nhưng Trung Tử không cho vì sợ Tự Khánh đốt phá kinh thành. Tự Khánh phải đem quân về Thuận Lưu. Đầu năm 1211, Huệ Tông lại sai người đi đón Trần Thị Dung. Trần Tự Khánh đồng ý để em gái về triều, sai hai tỳ tướng là Phan Lân, Nguyễn Ngạnh cầm quân hộ tống. Khi quân hộ tống tới Thăng Long, đúng lúc Tô Trung Tử đang đánh nhau to với Đỗ Quảng. Trung Tử hợp binh với hai tướng Phan Nguyễn phá tan quân Quảng. Tới tháng sau thì Quảng bị bắt và bị xử chém. Nội bộ không yên. Tạm dẹp được các cựu thần nhà Lý, nhưng nội bộ của Tô Trung Tử không yên ổn. Bộ tướng của ông là Nguyễn Tư muốn giết con rể ông là Nguyễn Ma La và định phản ông. Tướng dưới quyền của Tự là Nguyễn Giai báo cho Trung Tử biết, ông bèn tước binh quyền của Nguyễn Tự. Tự sợ hãi bỏ trốn sang Quốc Oai và sau này cát cứ tại đây. Tình hình tạm yên, Tô Trung Tử lại sa vào Thanh Sắc và bị giết vào một đêm tháng 6 năm 1211. Về lý do cái chết của Tô Trung Tử, hiện vẫn còn nhiều ý kiến bàn cãi. Nguyễn Ma La thấy cha vợ bị giết, Thế Cô mưu dựa vào họ Trần, bèn sang nói với Trần Thừa xin tiến binh dẹp yên ấp khoái. Nguyễn Ma La cùng với vợ là Tô Thị lên thuyền sang đạo Thuận Lưu gặp bộ tướng của Tô Trung Tử là Nguyễn Trinh thì bị Nguyễn Trinh giết rồi cướp Tô Thị. Tô Thị sai người tố cáo, Trần Thừa bèn sai Tô Thị dụ được Trinh và giết chết. Lực lượng của Tô Trung Tử tan rã hoàn toàn. Trần Tự Khánh nhân lúc Ma La kéo đi, lập tức mang quân về Kinh Sư an táng Tô Trung Tử ở làng Hoạch. Chiến sự giữa các sứ quân ngày càng ác liệt và cuối cùng đánh dấu bằng sự thắng thế của Trần Tự Khánh cùng sự khống chế triều đình nhà Lý của anh em họ Trần. Tư Thông với công chúa Thiên Cực. Tô Trung Tử cũng chết vì ham sắc, nhưng cái chết của ông ô danh đáng hổ thẹn hơn cái chết của Đồng Trác. Cái chết đó càng cho thấy ông không đủ khả năng ngồi ở vị trí của đại thần đầu triều. Gian hùng thời loạn, mượn tiếng thiên tử để sai khiến chư hầu. Sau này, người cháu Trần Tự Khánh tự mình thay thế vai trò của ông để xác lập cơ nghiệp của họ Trần. Về vụ Tư Thông của Tô Trung Tử với công chúa Thiên Cực. Công chúa Thiên Cực là nhân vật không rõ tên thật và không rõ bà là con của vị vua nào. Đại Việt Sử Lược chỉ cho biết bà là vợ của quan nội hầu Vương Thượng với tước hiệu Thiên Cực Công Chúa. Sử cũ ghi lại năm Tân Tị 1211. Tháng 6, Tô Trung Tử ban đêm sang nhà ở Gia Lâm để cùng với công chúa Thiên Cực Tư Thông, bị chồng công chúa làm quan nội hầu là Vương Thượng giết chết. Theo luật pháp nhà Lý khi đó, nếu nam nữ tư thông mà bị bắt quả tang thì người chồng có thể giết tình địch mà không bị tội. Trước Trung Tử, gian thần Phạm Du cũng chính vì tư thông với công chúa Thiên Cực mà hỏng việc và mất mạng. Trung Tử không rút được ra bài học của kẻ đi trước, lại dẫm theo vết xe đổ đó. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về Tô Trung Tử chỉ hơn 10 dòng và cũng chỉ nói về những sự kiện có liên quan trong 3 năm. Từ 1209 đến 1211. Vì vậy, tìm hiểu về Tô Trung Tử phải qua các nguồn tư liệu khác.
Thưa quý vị, có thể nói Triều Lý nhờ có Tô Trung Từ là anh vợ mà mạnh dần lên cả về mặt kinh tế và chính trị. Thế nhưng ông lại phải nhận kết cục đau buồn vì một người đàn bà mà mất mạng. Và trong lịch sử Việt Nam không chỉ có Tô Trung Từ mà còn ghi nhận ba vị vua nổi tiếng chết tức tuổi vì đàn bà. Vậy đó là những ông vua nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Tư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Đầu tiên phải kể đến đó là vua Lê Thái Tông. Lê Thái Tông sinh năm 1423, mất năm 1442, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Lê Nguyên Long, lên kế vị khi mới 11 tuổi nhưng đã tỏ ra là vị vua anh minh. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định, vua thiên tư sáng suốt, nối vận thái bình, bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp di địch. Trong đạo sùng nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ, xử tù, xét án, phần nhiều tha thứ khoan hồng. Cũng là bậc vua tài giỏi, biết nối giữ cơ đồ, song đam mê tiểu sắc, đến nỗi thình lình, băng hà ở bên ngoài, cũng là tự mình chuốc lấy tai họa. Theo sử sách, ngày 27 tháng 7 năm 1442, tức năm Nhâm Tuất, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quan ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 cùng năm, vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định, nay thuộc huyện Gia Lương, Bắc Ninh. Đi cùng với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi, khi ấy đã vào tuổi 40, rất được vua Lê Thái Tông yêu quý vì sắc đẹp, văn hay, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Các quan bí mật đưa xác vua về. Ngày 6 tháng 8 mới đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua, nhưng trên thực tế lại chẳng hề có người nào chứng kiến lúc vua hấp hối băng hà, cũng chẳng có ai dám khẳng định nhìn tận mắt Nguyễn Thị Lộ giết vua. Sau này, trong cuốn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên, các nhà sử học và một số nhà khoa học đã chỉ rõ, chủ mưu của vụ thảm án Lệ Chi Viên là tuyên tử Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh, mẹ vua Lê Nhân Tông. Về động cơ, thứ nhất là do bà rất căm oán Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Hai người đã giúp bà Phi Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ Lê Thánh Tông, thoát khỏi âm mưu sát hại của bà ta. Thứ hai, thời đó, nhiều người trong triều dị nghị rằng bà Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và bang cơ Lê Nhân Tông không phải là con vua Thái Tông. Nên nhân lúc vua về thăm Nguyễn Trãi, sợ Nguyễn Trãi gièm pha và nói tốt cho Tư Thành, tức Lê Thánh Tông, nên bà Nguyễn Thị Anh đã sai người sát hại vua Thái Tông rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Theo sử sách, vài ngày sau khi hành hình gia đình Nguyễn Trãi, triều đình thực ra chính là Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhiếp chính thay con. Để nhổ cỏ tận gốc, bà Nguyễn Thị Anh còn ra lệnh giết hai hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng là những người khuyên Nguyễn Trãi sớm tố cáo bộ mặt thật của Nguyễn Thị Anh với vua Thái Tông. Thứ hai, đó là vua Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1497. Tên thật là Lê Tư Thành, nổi tiếng là vị minh quân, là người đã đưa Đại Việt lên tới thời hoàng kim của chế độ phong kiến. Ông cũng được xem là một nhà văn hóa và một người coi trọng hiền tài. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, Lê Thánh Tông là vị vua cao siêu, anh minh, quyết đoán, có hùng tài đại lược, giỏi võ, văn hay mà thánh học rất chăm, tay không lúc nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc thánh thần, cái gì cũng tinh thông. Theo sử sách, trong số các phi tần, bà Hoàng Trường Lạc được vua Thánh Tông yêu quý nhất. Vì bà, nhà vua đã cho điều tra lại vụ án Lệ Chi Viên và xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, đồng thời chỉ dụ cho anh Vũ, một người anh cùng cha với bà, làm chi huyện vào năm 1464. Tuy nhiên, mối tình đầm thắm với vua Thánh Tông không rõ kéo dài bao lâu. Nhưng về sau, theo sử sách, bà bị ruồng bỏ, bạc đãi, đến nỗi đem lòng thù ghét. Một số tài liệu cũng cho biết, sau khi vào cung, bà Trường Lạc sinh hoàng tử Lê Tăng và từ lúc lên hai đã được phong thái tử.
Tuy nhiên, vào những năm cuối đời, do vua Thánh Tông bị ốm nặng, lở loét khắp người, việc Lê Tăng nối ngôi là đương nhiên. Nhưng dư luận lại bùng lên chuyện quyền lực của gia đình bà Hoàng. Cụ thể lúc ấy, thái úy Nguyễn Đức Trung là quan to, có thế lực rất lớn nên đã có những lời xúc xiểm làm cho nhà vua hoang mang, sợ xảy ra biến cố sau khi băng hà, nên dùng rằng chưa xuống chiếu nhường ngôi. Trước tình hình như vậy, Trường Lạc Hoàng hậu lúc này đã bị vua lạnh nhạt, rất lo lắng cho số phận con mình. Và tương truyền bà đã vào thăm nhà vua rồi lợi dụng việc bôi thuốc lên những vết đau, bà bôi sẵn thuốc độc vào ngón tay. Và chuyện gì đến đã đến. Các ngự y, nội giám và cung tần đều không mảy may hay biết. Vua mất ngay sau đó. Năm 1497, Lê Tăng lên ngôi, bắt đầu triều đại Lê Hiến Tông. Thứ ba, đó là vua Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc sinh năm 1869, mất năm 1884, có tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, là vị hoàng đế thứ 7 của vương triều nhà Nguyễn. Ngày 3 tháng 11 năm 1883, Ưng Đăng chính thức được đưa lên ngôi, lấy niên hiệu Kiến Phúc. Khi ấy ông mới 14 tuổi, nhưng vì 8 tháng sau thì đột ngột băng hà, khiến người đương thời rất hoài nghi, đặt nhiều nghi vấn. Sử nhà Nguyễn có chép, thuở trước khi Ưng Đăng làm con nuôi của vua Tự Đức, ông được giao cho bà học phi Nguyễn Thị Hương nuôi dưỡng, nên lúc lên ngôi thì bà hoàng này càng trở nên có thế lực, ảnh hưởng lớn trong triều. Bà được quan đại thần Nguyễn Văn Tường tỏ ra thân thiện nhằm chiếm tình cảm. Một dịp, vua Phúc Kiến bị bệnh đậu mùa, bà học phi lúc nào cũng ở bên cạnh đức vua còn bé bỏng của mình từ mờ sáng đến nửa đêm. Thế là quan phụ chính Nguyễn Văn Tường đêm nào cũng vào chầu hoàng đế và hoàng mẫu, có khi tới nửa đêm mới về. Kiến Phúc đã nhiều lần chú ý thái độ lả lơi của Nguyễn Văn Tường. Một đêm, Kiến Phúc giả vờ ngủ say, nghe được câu chuyện thì thầm to nhỏ giữa hai người. Nhưng cuối cùng cũng không nén được, bỗng kêu lên: "Lành bệnh rồi, ta sẽ chặt đầu ba họ nhà Mi." Quan Tường bẽn lẽn rút lui xuống Thái Y Viện, lấy thuốc pha chế sẵn cho nhà vua. Nhưng y lại chê thuốc xấu, rồi tự tay mình pha chế một thang thuốc khác đưa lên. Sau khi uống xong chén thuốc, vua Kiến Phúc ngủ luôn giấc nghìn thu. Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết cho rằng vua Kiến Phúc bị Nguyễn Văn Tường cùng Tôn Thất Thuyết đầu độc chết nhằm đưa hàm nghi lên ngôi, bởi nhà vua theo pháp như dụ đức hiệp hòa. Thưa quý vị, những cái chết bất đắc kỳ tử của những vị vua nổi tiếng trong lịch sử như Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông, Kiến Phúc hay tướng Tô Trung Từ cho đến tận bây giờ vẫn luôn là dấu hỏi lớn đối với hậu thế. Bàn về cái chết của Tô Trung Từ, nhiều ý kiến cho rằng cái chết của ông Ô Danh đáng hổ thẹn hơn cái chết của Đông Trác trong lịch sử Trung Hoa. Ý kiến của quý vị như thế nào ạ? Hãy bình luận bên dưới video để chúng tôi được biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!